Hello, xin chào mọi người trở lại với kênh May Ấm Canada. Thì hôm nay mình mới hôm qua là mình đi chợ Việt Nam á, mọi người mình mua mấy cái đồ khô á để trong nhà để mình hạn chế cái việc đi ra ngoài vào ngày cuối tuần những nơi đông đúc á. Thì nói chung mình cũng phải đi ra thôi, nhưng mà mình rất là hạn chế ha. Giống như hôm qua mình mua với một cái số lượng đồ ăn dự trữ rất là nhiều, đồ khô để dự trữ trong nhà để phòng những lúc mà mình không thể đi ra ngoài được, hoặc là mình tránh đi ra ngoài ha mọi người. Trong cái thời buổi hiện giờ là cái virus nó lan tràn, mà tỉnh mình thì hiện giờ là tạm gọi là an toàn ha, không có đến nỗi, nhưng mà mình cũng dự trù những cái tình huống mà gọi là mình không thể đi ra ngoài được hoặc là mình phải hạn chế. Thì mình đã mua rất là nhiều đồ. Thì hôm qua mình đi một lần rồi thì hôm nay mình đi nữa là tổng cộng 2 ngày là mình mua đồ, mình thấy cũng không có gì hết mà 700 mà mọi người. Thì hôm nay mình mới đi Costco xong á, là mua cái đống này ở đây á, là 500 đồng. Thì mình sẽ cho mọi người coi, không phải mình show off hay là gì đâu mọi người, giờ 10 triệu bên Việt Nam không có nghĩa lý gì hết á. Nhưng mà mình muốn chia sẻ cho mọi người một chút xíu là trong 500 đồng mình đi Costco ngày nay mình đã mua được những gì ha. Thì mình cho các bạn theo dõi từng cái món đồ mình mua ha. Nè mọi người, như mọi người thấy á, đây một cặp nước này là nước rửa tay nè mọi người, nước rửa tay khử trùng mà ha, nước rửa tay. Thì cái này là không phải là dịch virus mình mới mua, nhưng mà tại mình hết rồi thì mình phải mua ha. Nhà nước này là mình để rửa tay sau khi rửa tay xong rồi ha. Đây một cặp xà bông này gội đầu dưới sấy luôn, mình mới mua thử cái hiệu này để mình xài thử rồi sao, tại mình thấy nó bán một cặp như vậy là 17, 18 đồng gì đó. Nó mà một chai như vậy là tới 1 lít lần ha mọi người ha. Một lít như vậy nè. Không biết tốt hay không, mình chỉ mua ngồi xài thử thôi. Đây. Đây cái này là nói chung đồ ở Costco á mọi người, giá cả thì rất là good, nhưng mà tất cả mọi thứ mình phải mua từng cặp như vậy nè. Thành ra cái đồ á thì nhìn chung lại về nhà thì thấy không có cái gì hết. Thế là nhưng mà lại giống như là mọi thứ là thứ có xài được, còn thứ này còn thứ là phải tồn kho đó ha. Nhưng mà nó cái số giá tiền nó nhiều, nhưng mà thực sự đồ không có gì hết. Thì mọi người thấy nó ha. Đây, mình mua đây cũng là một cặp nè, thấy chưa? Một cặp này là một cặp rửa chén. Đó, mình để đây xà bông rồi nước súc miệng đó là cũng một cặp, nhưng mà mình mua như vậy giá rất rẻ. Cái đây khử mùi mua một lần vậy là cũng phải là năm dĩ như vậy ha. Đó, mình không có đi cái từng giá nha, mình chỉ mua cho mọi người coi thấy mình mua những gì thay. Kem đánh răng hiệu Colgate, thường á mình xài cái loại kia, mình loại xài cái loại 3D whitening á, mà tại hồi nãy mi con nó lấy cái này, nó bỏ vô xe cái lỡ sẵn mình lấy luôn đó. Đây cái thứ này là cái thứ mất tiền, rất là mất tiền, là một cái ông xã này mình mua nhiều. Cái này là xài bằng máy ha, đó là ông hết rồi, ông phải xài bằng cái này. Đây là cái Vaseline mình xài rất là nhiều, mình có một cái công thức mới để xài cái Vaseline này là bỏ thêm cái dầu mè vô mọi người, cho nên mình cần xài cái lượng Vaseline này rất là nhiều, mình xài hầu như toàn thân luôn. Có những người nói cái này xài rất là dính rít cho mọi người, mình xài không bị rít, mình xài mình thấy ok, nhưng mà sáng là mình xài toàn thân luôn mọi người, mình rất là thích cái này, cho nên mình mua rất là nhiều để mình về mình trộn ha. Nó mọi người thấy tất cả một thứ như vậy với cái số lượng rất là lớn nhiều. Đây cái này là cái đồ để tải dơ của em bé, mấy cái bịch đựng tải dơ đó. Tất cả các loại vitamin đó, đây là vitamin của ông xã mình, là ông uống thường xuyên luôn. Tylenol lúc nào nhà cũng phải có, này dành cho người lớn. Đây là Tylenol dành cho hai đứa nhỏ, đứa này là mi xanh và đứa này là cho con gái của mình làm mi con đó. Mọi người thấy không, là tất cả đều là thuốc ha. Mọi người coi vitamin. Rồi cái nước này là mọi người, như cái mình nói cái ly thần thánh của mình hết rồi ha. Thì cái này mình kỳ trước nó sale có mười mấy đồng mình không mua, giờ nó là ba mươi mấy đồng đó.
Thì cái này mình pha với lại hạt chia mình uống mỗi mỗi buổi trước khi ăn với lại buổi buổi tối, mọi người một ngày 2 buổi ha, là mình uống cái này nè. Đó thì mình thấy nó làm cái đường tiêu hóa của mình rất là tốt. Nó đào thải, nó không có chứa những cái nó giúp cho cholesterol của mình được control nữa mọi người ha. Thì mình mua đây cũng là một cặp. Đó. Mọi người coi 500 đồng bạc mà không có nghĩa gì hết. Còn cái loại này á, trứng này đó, thì cái này là ông xã mình chuyên dùng, là cái loại ổng thích xài cái loại này thôi, hết là phải mua chậm một lần một dĩa như vậy. Mọi người sẽ thấy rất là đó. Rồi cái nước này là thay vì mình xài cái loại mà nước ngọt đồ trong lon đồ này kia, thì bây giờ mình xài cái loại này cho mấy đứa nhỏ nó có uống thì nó uống nó là nasty mọi người. Pha mình quậy mình pha với đá vô đây cereal cho ông xã mình, còn đây là macaroni, nó làm từ một thùng sẵn vậy nè mọi người, mình mua một thùng vậy nè, nó mi con nó đòi ăn không biết chỉ ăn không á, mình chỉ đòi mua một thùng đó. Đây là cái loại bánh này mình rất là thích, cái bánh này mình coi cái phim Transporter, người vận tải, người vận chuyển đó, nó ăn cái bánh này mình rất là thích nè. Mandolin cái này mình thích làm đây mà mình chưa biết làm, bánh này rất là ngon, bánh này của Pháp ha. Đây là cái bánh này, cái stroopwafel này á, là cái loại bánh này á, mình pha một ly nước nước trà dưới hay cà phê gì dưới nóng á, cái mình bỏ cái ly nước này vô thì cái kem ở trong này á, nó ở trên một miếng bánh, ở dưới một miếng bánh, ở chính giữa là kem thì nó sẽ tan đều ra ngon lắm. Còn nếu mình không uống nước mình ăn thì vẫn ngon, cái bánh này rất là ngon, một hộp như vậy 9 đồng mấy 10 đồng này mọi người, thành ra rất là ngon ha. Đó đây, thực ra đồ ăn là chỉ có nhiêu đây thôi ha. Đây một bịch avocado, đây một bịch cam mà ông xã mình ông rất là thích á, kỳ đòi đó đó, chỉ có nhiêu đó thôi nha mọi người. Đặt ăn lại này, còn đây một cái hộp bánh như vậy nè mọi người. Bánh này cái bằng bánh gì, nó là marshmallow ở trong đó, bên Việt Nam nó kêu bằng bánh gì quên mất tiêu rồi, giờ mình cũng biết nữa. Thì một hộp như vậy là 40 cái bánh ở trong này, rất là rẻ luôn mọi người, một hộp vậy hình như có mấy đồng mà hình như vàng không nhớ rõ bao nhiêu nhưng mà cũng rẻ lắm. Rồi đây giấy giấy xài toilet mình mua 2 bọc như vậy, một bọc như vậy hình như 18 19 đồng, vậy là mình mua 2 bọc ha. Rồi đây đây là cái ra giường nè mọi người, mình quay cho mọi người coi, nếu mà người nào mà thấy cái hiệu này ở Costco á, mua 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 cho gia đình xài đi, rất là xứng. Cái này bằng fiber nha mọi người, cái này rất là nó không có nhăn nè, rồi nó rất là trơn, nó nằm nó cái fiber, cái chất mình biết tiếng Việt nó kêu bằng gì, cái fiber nó trơn mà nó mát lắm mọi người, không có nghe nó sừ lông, không khỏi cần xài cô tông nữa, cái này nó rất là mát mà nó trơn dễ giặt mà rất là rẻ. Mấy mọi người tính đi, một cái tấm ra trải giường, một cái tấm ra, một cái bed sheet, một cái cover, một cái che cái nệm nè, rồi một cái nằm ở trên cái nệm một cái nữa, rồi 2 cái bao, 4 cái bao gói, thì 6 thứ trong này mà chỉ có 25 đồng thôi, mà cái này king size luôn á mọi người, 25 đồng. Mọi người nghĩ bên Việt Nam làm gì nghĩ có chuyện này, 500 ngàn nè, 25 đồng mà 6 món, tức như là một món có mấy đồng bạc thôi mà chất lượng rất là tốt luôn. Mà nhà mình á, là xài màu xám cho nên mình mua tất cả là màu xám với màu trắng thôi, cho nên giường người chỗ nào cũng là chỉ có một màu thôi á. Mình mua nè, cái này là mình mua dự trữ, mình mua trừ khi cái của mình dơ mình giặt rồi mình đem cái này ra mình xếp, hoặc là có khách lại á, thì mình trải ra cho nó mới hoàn toàn ha. Đây là mình mua 2 set luôn nè mọi người, rất là rẻ luôn đó. Mình mua một mà thường hồi xưa là mình không có xài cái này á, thì mình xài cái cô tông á, là cái số cao á, là từ 500 mấy trở lên mình mới mua nó mình mới mát, còn mấy nó bị sừng cái lông á mình không thích. Còn cái từ cái lúc mình phát hiện cái loại này nè mà mình không có, mình thấy nó nằm kế bên cái 100, mình tưởng hỏi mình mua cái 100 mà thật sự có 25 đồng mọi người, 25 đồng mà hiện cái này là king size nè ha. Mình mua nhà mình giường của mình là double size mà mình xài king size á, mình xài giường đại giường lớn hết á, mình Việt Nam kêu giường lớn á, mình mua lớn thà mình phủ nó rộng hết cái giường rồi mình nằm mình đắp hết lên vậy á, chứ mình không có thích mua ví dụ giường nhỏ mình mua size lớn hơn, cứ lúc nào cũng vậy hết á. Nó là cái này nè mọi người, là king size nè, 6 thứ như vậy mà chỉ có 20 mấy đồng, mà cái giải fiber này rất là mượt mát lắm mọi người ơi, nằm nghe nó trơn cái lưng lắm mà giặt cũng rất là nhẹ nữa.
cái mền của mình giặt á, mình không bao giờ mình giặt cái mền á, tại vì cái tấm lót ở dưới giường của mình xong mình lót cái tấm này lên, thì khi mình giặt cái trời cái tấm này nó rất là nhẹ luôn, không có tốn điện nhiều luôn mọi người, rất là nhẹ luôn. Thực sự nếu mà người nào mà tiết kiệm á, chỉ cần vô cái trong trong dry thôi là quay nó khô khô sơ sơ thôi, rồi họ để khô tự nhiên họ mùa hè họ phơi gió thì cũng là khô. Nói chung là rất là mỏng luôn, rất là tiện luôn. Mình recommend nếu mà người nào thấy cái hiệu này ở Costco là nên mua nha mọi người ha. Mọi người gần xa nếu mà người nào thấy hiệu này Costco nên mua thử mà xài, rất là mát luôn. Mà mình nghĩ cái này ở Việt Nam còn rất là tiện nữa, rất là trơn, sướng lắm. Đó, thì đồ mình mua là chỉ là như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ cho mình qua cái chợ khác là mình mua ba cái bao gạo này ha. Một bao như vậy là 18 kg. Bữa Tết có mua rồi nhưng mà giờ bắt đầu phải mua thêm. Như lại đây là bịch bột, thì như mình nói là mình mua như vậy á thì mình ăn một bao gạo trời có khi nửa năm luôn, mọi người ăn lâu lắm. Nhưng mà bây giờ cái tình trạng như vậy á, thì mình tránh đi ra ngoài nhiều, mình chỉ nhờ cái ngày đây nè mọi người. Nó mình mua mấy cái này mình chất lên trên đây hết nè mọi người, mặc dù ở dưới đây là đã đầy cứng hết rồi ha, nhưng mà nó mình mua mấy cái đồ này, mình mấy cái mashed potato, mấy cái khoai lang nhuyễn cà ra cho mấy đứa nhỏ ăn, mình mua như vậy nè. Nó đa số là mình mua mấy cái đồ khô này mình để ha mọi người ha. Sao cho mọi người thấy á, nó là 500 đồng bạc của mình mua một ngày nay chỉ là có nhiêu đó thôi đó. Thì mọi người thấy ông đồ bên đây á, mua đi Costco là như vậy đó. Thấy không, mình mua 2 ngày là 700 á mọi người. Mà mọi người nhìn vô tủ lạnh mình coi, không có đồ ăn để nấu thường xuyên, không có đồ ăn để nấu ha, toàn là những đồ ăn để trữ không à. Thì tất nhiên là còn phải mua nữa đó. Đó, một đồ ăn cái hàng tuần đó. Thì hiện giờ chỉ là trái cây với lại mấy cái đồ ăn để lâu thôi. Cái này là 2 ngày nay mình đi chợ là mình mua mấy cái đồ dùng. Chứ cái này cũng không phải là tại cái đợt dịch này rồi mình hạn chế ra ngoài mình mua như vậy. Cái này là đồ ở Costco á, là nó cũng những cái đồ này mình mua một lần như vậy là cũng lâu lắm mới mình mua lại. Cho nên hiện giờ là tới đợt, tới cái kỳ mình phải mua đó mọi người. Cho nên giấy cái kia mình phải mua. Mọi người thấy ông ở nhà thì trái cây là nhiều nhất. Đó, trái cây với bánh ngọt đồ này kia là nhiều nhất, mà đồ nấu ăn thì không có nhiều. Mọi người thấy không, bữa Tết á mình để đồ ăn quá chừng á là nhờ là trống lóc hết rồi đó. Đó, chủ yếu là sữa đồ cho mấy nhỏ thôi, sữa mấy cái đồ ăn mấy nhỏ thôi, còn nhiêu là đồ ăn lâu dài thôi. Thực ra cái này theo mình có về Việt Nam á mọi người, cái số đồ hôm nay mình mua 500 đồng. Thì theo mình nghĩ bên Việt Nam nếu mà ai có coi mấy cái video này thì thấy có thể là rất là rẻ luôn ha mọi người. Từ cái số đồ mình mua, đồ nó chất lượng mà theo như mình thấy là rất là rẻ. Chỉ là giống như tại mình mua cái này mình xài từ 3 tới 6 tháng lận, cho nên thấy cái số tiền nó hơi nhiều vậy. Chứ thực chất mình theo như mình thấy nếu mà gọi là giá trị của nó thì mình nghĩ là rất là rẻ chứ không hề mắc nha mọi người. Tại mấy cái số đồ này mình xài lâu lắm mới hết. Nó cái này là từ 3 tới 6 tháng mình mới hết. Với lại hôm nay ấy, ngày nay là ngày đi mua cái này, là ngày đi mua đồ để chứa, mà không phải là chứa cho cái đợt dịch này nha mọi người. Cái này là giống như tới quận là mình phải mua cung cấp những cái đồ xài thêm trong nhà. Thì hôm nay mình chỉ dọn lên mình cất trong kho thôi, chứ mình không có phải bận rộn để cắt rửa rau này kia ha. Nhưng mọi người biết không, cái bánh này á, là cái bánh này nó lại có trứng nha mọi người. Lại có người cô của mình á, bà ăn bánh đâu này kia, bà cứ sợ là giống như bên Việt Nam là bánh nào cũng có trứng này kia hết. Mình có giải thích với bà là bên đây á, nó rất là rõ ràng ha. Khi mà bánh mà có trứng, đặc biệt là ở bên này á, trứng với lại đậu phộng á, mà nếu bất cứ sản phẩm nào mà có trứng với đậu phộng là bắt buộc nó phải được kê lên cái phần ingredient, cái phần thành phần á mọi người nha. Chứ không có này, tại vì bánh của Việt Nam á, hay làm bất cứ cái loại bánh phong lan nào cũng là phải có trứng hết. Còn bên đây như bánh mì bên đây mình làm hãng bánh mì nè, nó hoàn toàn không có xài trứng. Mà mỗi lần hồi xưa bỏ qua, cứ mỗi lần ăn bánh mì hay này kia cái bà sợ cái bánh mì là có trứng, mà mình giải thích hoài mà bà cũng không hiểu. Bánh mì ở bên đây á là nó không có trứng. Cái gì mà có trứng như hộp có hộp gà với lại đậu phộng á, là nó bắt buộc phải nói cho các mọi người biết ha mọi người ha. Tại vì hai cái đó là nó thuộc cho vô cái diện mà gọi là
dị ứng rất là cao luôn mọi người, cho nên không có chuyện đó. Bánh này nó có trứng là nó phải để có trứng, còn bánh nào mà giống như mình đi Tim Hortons, mấy bạn nào mà ở bên Canada là biết mấy cái quán cà phê Tim Hortons này kia, mấy cái bánh là không có hột gà hả mọi người ha. Nếu có là nó phải để có, còn ở đây là không có cái vụ có hột gà. Cái này là không có hột, cái này là có hột gà hả mọi người ha. Đây nè mọi người, mấy đứa con của mình nó không biết sao, hai đứa, từ đứa chị tới đứa em, hai đứa đứa nào nó cũng mê clean up, dọn dẹp nhà cửa hết mọi người. Nó như anh này thích chổi, thích cây lau nhà, quét nhà, hút bụi đồ này nọ. Rồi mi con cũng là rất là thích mình dọn dẹp nhà cửa, cho nên không biết lớn lên tương lai có sáng lạng có làm cái nghề gì không biết đây, mà cứ toàn là thấy lau dọn không à. Thôi mình xin tạm biệt mọi người nha. Mọi người cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.